Sưởng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một loạt các hộp trà bên shop nha. Hộp trà được làm từ chất liệu gỗ bách xanh đục rất đẹp, rất nét. Đầu tiên là mẫu anh hùng tương ngộ các bác nhé. Hộp trà đã đẹp rồi, nay còn vừa xịn vừa thơm các bác nha. Trưng bày trong bàn trà phòng khách thì rất là đẹp luôn. Hoặc có thể sử dụng là một món quà đem biếu đem tặng các bác nhé. Mẫu đầu tiên là anh hùng tương ngộ đục rất đẹp, rất nét. Có giá là 470.000 và bao ship toàn quốc các bác nha. Các bác đặt hàng thì có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn các bác nhé. Tiếp đến là mẫu hộp trà bát mã, gồm có 8 chú ngựa các bác nha. Hộp trà mã đáo thành công, đục rất đẹp, rất là nét. Ý nghĩa phong thủy cũng rất là tốt các bác nha. Tiếp đến là mẫu hộp trà tù cúc trúc mai các bác nha. Đục rất đẹp, rất là nét các bác nhé. Có giá là 470.000 và bao ship toàn quốc. Các bác nào đặt mẫu nào thì gọi điện luôn cho em và nói cho em tên sản phẩm nha. Đã đẹp mùi còn thơm các bác nhé, được làm từ chất liệu gỗ bách xanh. Các bác xem xong video, ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ 137 để cập nhật các video quay hàng đồ gỗ Full HD bên em nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.